Đây là một ván cờ diễn ra vào năm 1974 giữa hai danh thủ là Lưu Tinh và Thái Ngọc Quang trong một giải đấu cờ Ván cờ hay và có thể xem như là một ví dụ minh họa sinh động cho nghệ thuật giải sát hoàn sát kinh điển. Trong ván đấu này thì Lưu Tinh được cầm đỏ đi tiên và Thái Ngọc Quang cầm đen đi hậu. Lưu bắt đầu với ngọn pháo đầu và hai bình năm. Thái đáp trả bằng nghịch pháo và hai bình năm. Nghịch pháo là một trận thế có tính đối công và loại mạnh nhất trong các loại hình khai cục Thái sử dụng ngạch pháo để đối phó cho thấy anh hoàn toàn không thể y gì và sẵn sàng đối công để quất ăn thua đủ với đối phương một lối chơi rất tích cực và rất đáng xem của Thái Ngọc Quang đứng trước diễn biến này thì Lưu tin quyết định bay mẹ lên để giữ chặt chốc năm đồng thời thông đường để xe một có thể nhanh chóng bình hai về tạo áp lực mạnh lên cánh trái của đen đen phát triển mã, thông đường để xe chín có thể bình 8 và làm rắn chắc cánh trái của mình lưu ra xa, thái ra xa, lưu đưa xe quá ha để gia tăng áp lực đồng thời phục trong tương lai có thể xe hai bên 3 đánh con mẹ 7 yếu của đen thái lên Mã để thông đường để xe một có thể bên 2 tạo nên một áp lực ngược lại lên cánh trái của đỏ đồng thời nước lên mẹ ở đây còn là để trong tương lai có thể mẹ 3 thái năm liên kết với con mẹ đơn 7 nếu như bị hai con xe 2 của địch tấn công Đến đây thì một di chuyển hợp lý và tự nhiên cho lưu tinh đã là mã 8 tấn 7 Nó có phù hợp với đạo lý cơ bản trong khai cục cờ tướng đó là phát triển quân đồng đều ở cả hai cánh Nó có tương tự như thế này luôn là một nước cờ mạnh trong khai cục Tuy nhiên trong ván đấu thật chiến thì lưu tinh không lên mẻ mà dùng xe để đánh chốt và bắt ngay mẹ đối phương Đây là một di chuyển có phần tương đối nóng vội của anh bởi vì nó vi phạm một cách trầm trọng nguyên lý trong hai cọc cờ đó là đi một quân quá thường xuyên. Nếu như chúng ta quan sát thì lưu tinh liên tục đi quân xa, xe 1 bình 2, rồi xe 2 tấn 6 rồi xe 2 bình 3 Việc đi liên tục quân xe thì khiến cho những con quân khác phát triển chậm và khiến cho hình trận của đã trở nên không cân đối tạo điều kiện cho đen có thể tổ chức phản kích với nước sẽ một bên hai và khi đó thì cánh trái của đỏ bị dồn ép và rất là khó để phát triển trong tương lai chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong hình trận này cụ thể là đen đã nhanh chóng nắm bắt nó cơ yếu của đối thủ bằng nước và xe một bên hai để bắt pháo lưu tinh phải bên pháo để tránh đến đây thì Lutin sau khi bình pháo thì anh suy nghĩ rằng là cô mã đơn bảy của đen bị đánh thì Đen còn như chỉ có thể mã ba thoái năm để liên kết xong mã tuy nhiên trong trường hợp đó thì lưu Tinh có thể mở một đợt tấn công rất mạnh và rất hiệu quả với nước pháo sáu tấn năm để đánh nát xong mã của đối phương trong tình huống này thì gần như đen chỉ có thể xe hai tấn tám mà thôi Rồi đó thì lưu Tinh có thể ăn mã một đen ăn lên rồi đã ăn mã sau khi tiêu diệt sau mẹ của đối phương thì đã tiếp theo có thể pháo năm tấn 4 đánh chốt và có được một pháo đau lợi hại trong trường hợp này thì đã có được pháo đau và hơn hẳn hai chốt và ra là chiếm ưu ở cánh trái mặc dù đã bị kiềm chế tuy nhiên bất cứ lúc nào thì đã vẫn có thể xe chín tấn 2 và trả lại một mẹ cho đối thủ thì với việc hơn được chốt đầu pháo đầu và hơn hẳn hai chốt thì rõ ràng là đã chiếm ưu lớn và có thể thắng lợi trong giai đoạn trung và tàn cục vì vậy thái mẹ ở đây không phải là nước cơ mạnh trong văn đó thực chiến thì thái đã đi một nước cơ mạnh hơn rất nhiều Đó là xe hai tấn tám chấp nhận hy sinh của mẹ nó vậy luôn có thể thấy là thái đánh cơ rất là quyết đoán và rất là dũng mãnh thể hiện một phong cách chơi cơ rất là đáng xem của anh um, đứng trên nó cơ rất là bất ngờ bỏ mẹ để tấn công của Thái thì lưu tinh giờ đây chỉ có thể ăn mẹ thôi chúng ta hãy xem sau khi Thái bỏ mã thì anh tổ chức phản công ra sao Thái trước tiên có một di chuyển phải nói là cực kỳ mạnh đó là pháo 8 tấn 6 Âm mưu tiếp theo sẽ là pháo 8 bình 9 rồi xe 2 bình 7 cạn trong mã rồi xe 8 tấn 9 tạo nên một đợt tấn công gần như không thể chống đỡ ở cánh phải của đó vì vậy ở đây đã nhất thiết là phải tiêu diệt con pháo nguy hiểm này Chỉ cho có bạn Thái lập tức nổ pháo để phản kích Đặt đã vào tình huống rất là khó để xử lý Đến đây thì đã coi như chỉ có hai khả năng Hoặc là C4 tăng 5 hoặc là C6 tăng 5 Tuy nhiên C4 tăng 5 là nó cờ yếu và Đưa đã vào tình huống rất là nguy hiểm Lấy ví dụ nếu như đã C4 tăng 5 Thì Thái có thể tổ chức cuộc tấn công tiếp của mình về nước xe 8 tấn 9 ăn mã sau khi ăn mã thì đen dọa là xe 8 bên 7 đến bí thì đó thì đã có như chỉ có hai khả năng là tương nam bình 4 hoặc là xe 3 bình 4 thôi Tuy nhiên trong khả năng nào thì đã cũng bị thắt thế lấy ví dụ chẳng hạn đã xe 5 bình 4 thì đen có thể tấn công tiếp bằng nước ăn tượng hoặc đã lên tưởng rồi sau đó đen còn nước công sát rất mạnh đó là xe 7 bên 4 ăn sỉ luôn. À, sau khi ăn sỉ thì đen tiếp theo có thể xe 4 thói 2 ăn pháo hoặc là xe 2 bên 5 đánh sĩ Tạo nên một thế tấn công vào như không thể chống đỡ. Vì vậy nước có rẻ tướng không phải là phương án trong trường hợp đã bên xa thì đen cũng có thể đơn giản tổ chức tấn công với nước à, bên xe đánh tường buộc là thói về. Sau đó đen xe 7 thôi ba ăn chó nếu như đã lên pháo để đuổi con xe đen thì đều có thể đơn giản thoái hai thôi thì trong tình huống này thì đen mặc dù lỗ hơn mà quân nhưng mà các mẫu quân đều rất là cơ động cơ đỏ các quân đều bị dòng ép và rất là khó để triển khai đen chiếm ưu lớn và không khó để có thể giành lại thắng lợi trong thế trận này à, vì vậy à, tên sĩ bốn ở đây là nó có yếu và không thể đi đối với đỏ trong vai đấu thực chiến thì lưu chọn phương án chính xác hơn đó là c 6 tăng 5 nhìn trong đây là nó có phòng thủ kín đáo hơn của đỏ bởi vì sau khi lên sĩ thì chưa đường để công pháo đường 6 có thể thoái hai vừa để bảo vệ mã đường 8 vừa có thể bảo vệ con sĩ ở đây và bảo vệ từ xe con tường tránh sự tấn công của hai xe và con pháo lợi hại của địch Dĩ nhiên là Thái tiếp tục cuộc tấn công của mình bằng nước tấn xe đánh mã Sau khi đánh mã thì Thái đang phục một âm mưu cực kỳ hiểm ác đó là xe 2 bình năm đánh sĩ Sĩ đã ăn lên thì Thái có thể đơn giản là xe 8 bình 7 tạo nên tuyệt sát Đường trước âm mưu rất là hiểm ác của đối phương với đoàn xe 2 bình năm thì Lưu chỉ có thể thoái pháo và thôi tạm thời hóa giải được thế dùng xe đánh xương tâm của đối thủ lấy ví dụ chẳng hạn như đen đánh qua thì lưu có thể an sĩ lên và khi đó thì con pháo ở đây sẽ là một con quân rất là quan trọng để bảo vệ con tường đường 7 tránh cái đoàn sắc cục của đối thủ vì vậy nó cơ thái pháo ở đây tạm thời ngăn cản được đoàn đánh xương tâm của đối phương tự nhiên thái tấn công rất là dũng mãnh về anh không muốn cho đối thủ có bất kỳ một cơ hội nào để có thể trở mình và anh quyết định dùng xe để ăn tượng hồng tiếp theo là nước cờ sen hai bình nam dùng xe đánh xương tâm để kết liễu đối thủ có thể thấy là anh đánh cờ rất là quyết đoán và rất là dũng mãnh giống như thơ công phải nói là từ khi bỏ mã thì anh liên tục tấn công và thơ công giống như mưa xe bão táp và gần như là không thể chống đỡ bây giờ thì diễn biến trở nên rất là xấu cho đỏ phải nói là quá nguy hiểm cho đỏ về nước cơ sẽ hai bên năm gần như là một nước cơ hoàn toàn không thể chống đỡ thế trận của đỏ gần như là vô vọng à, liệu trong tình huống thập tự nhất, nhất sinh này trong một thế trận gàn con treo sợi tóc này thì lưu tinh có thể tìm ra một nước cơ kinh thiên động địa để có thể giải được nước chiếu bí của đối thủ hay không mà các bạn xem phần kế tiếp sẽ rõ